Mọi người nghe tiếng không? Để tiếng to to tí nhá. Tôi bị cảm vậy. Sao mình lại ở ngoài này? Anh đi chậm thôi anh ơi. Anh đang đi chậm đây. Có làm đi tranh đâu. Trong này có người vào phát đọc cửa đóng luôn không em? Hả? Thế là vào phát cửa đóng luôn không? Ở đây lấy gì không? Mình tốc độ thuần mình chậm nhỉ? Không lấy gì trong này à? Luôn. Có lấy gì trong này không? Em không biết. Anh cẩn thận đấy, không đưa sổ ra đấy. Đấy thì đang cẩn thận đây, anh ghê lắm. Ui, anh không đi được rồi. Ui, có bóng này. Ủa, đây là người rồi. Ai, anh đi xuống cầu thang đi. Làm gì có cầu thang? Ui. Đây là bóng người rồi. Nó lên lên như này. Ui. Hiểu thôi mọi người nhá. Thấy đang lo quá, thấy đang lo quá. Nó vừa kéo một cái xác vào để mọi người. Hiểu thôi mọi người nhá. Thầy đã bị lắc chắc mọi người ạ. Ủa? Vừa đây mà. Đâu rồi? Ủa? Nó kéo vào đâu vậy? Trên trần nhà nó chảy xuống dọc bóng là chết dở đấy. Wow, wow. Rồi làm sao bây giờ? Nó cũng kéo đây mất hết rồi. Nhiệm vụ mình là phải cứu con đấy hay là gì? Đúng rồi, mày nói hay ai nói đấy? Mày nói hay ai nói đấy? Không phải em đâu. Không phải em đâu. Nguyễn Thị gì? Nguyễn Thị Ban. Con nào thở ghê đấy. Nhìn giống người yêu em đấy anh. Nguyễn Thị Ban. Từ giờ phải làm sao mọi người? Bút viết xem có mở được. Anh đi dịch lên xem có chìa khóa không? À đây đây, đây kìa. Không thấy được. Hello hello mọi người nhớ, ai mà biết vào thì vào Discord chỉ có thầy nhá. Giang thì anh Linh đi cô đấy. Ủa sao mất đèn rồi? Mình đẩy cửa sao liên quan đến mất đèn? Thôi phải làm sao bây giờ? Thế rồi cái like của thầy nó bị đắp chát hay sao ấy mọi người? Thầy có bật màn hình bật có xe đi qua được không? Em chỉ thầy cho. Đây thầy thêm cái comment của Huy Tùng đấy. Thầy chỉ like ở trên Facebook thôi, còn like kia thì đắp, like hai nền tảng đắp. Thế tối rồi. Nhanh thầy rồi. Thầy em xem quá, em không chỉ thầy được. Thầy đang cười mở sao ấy. Đấy đi, cuối 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 anh la đi, cuối anh la đi. Cuối anh la có cái tầm đó. Ủa, sao nó trở thành bàn thờ rồi? Ờ, thì nó đổ cánh liên tục mà. Cứ đi. Cửa đập này, chuẩn bị cửa đập này. Cửa đập nha.
Ôi thôi. Mở cửa thầy đi vào đi. Mở được không? Không mở được. Thầy tìm nghiệm xem có cái nào, xem cái ở cái cầu máy lang hay không có cái tờ báo không? Quên ra. Ủa sao giờ mới thấy vết nó. Ủa, giờ mới thấy cái vết cào cào này. Vỡ tốc rồi, thầy nghe tiếng vỡ tốc rồi. Thầy nhìn vào cái cửa sổ nó có chìa khóa thầy ơi. Bình tĩnh. Đây. Ở trước mặt thầy cho thầy. Trước mặt thầy. Đâu? Tìm chìa khóa cửa sổ nhá. Chỗ cái hành lang ấy. Cửa bên phải hay cửa bên trái? Cái cửa sổ và cái màn hình Steam à. Ấy. À. Đấy, thầy cứ mò đấy kiểu gì chẳng có cái chìa khóa. Nãy giờ mới thấy nó có vết cào cào đây này. Có thể không thấy nhỉ? Bình tĩnh. Còn nút nào ấn để chạy chậm không? Để chạy chậm là như nào? Để cho cái con nhân vật của thầy chạy chậm ấy. Thầy phải vào cài đặt chứ. À thế à? Đằng sau. Nhi. Chết rồi. Giờ đoạn chìa khóa là không thấy đâu này. Ở cửa sổ đầu tiên, cửa sổ thứ hai ta. Thử ra cửa sổ thứ hai nhé. Em đây. Nhớ là trước có cái chìa khóa đây mà. Thôi ta đi cuối hành lang đi. Ôi đây có cái hỏi đây, chìa khóa đây, chìa khóa đây. À mà cái gì ấy, à, đúng chìa khóa này. Đây. Nằm ở chỗ thùng rác. Nếu hiểu con em quẹ sao thế ạ? Bình tĩnh nha. Nấu hiểu. Ui. Sao? Tụi con nó chết rồi mà. Ừ thì nó là mèo mà thấy cái nám hả, cứ bình tĩnh. À khiếp, mới khởi đầu đã thế này rồi á. Thì nó game nó dài mà thầy. Game dài mà. Dài lắm á. Ờ ừ, game này nó thời còn nhà. Chưa. Ơ tôi quay lại nha. Ủa Trần Duy Hương à? Trần Duy Hương sao mà số 4 ngách 41/3 Trần Duy Hương. Ờ đúng là ngón này rồi. Giọng đạt thì sao nhỉ? Giọng đạt giọng vũ nhỉ? Không tìm được cơ. Nam. Đi thầy. Tưởng mình không tìm ra cơ. Thầy đang đọc cái... ngõ này như thầy biết này. Nhảy xe không? Mình có nhảy xe không nhỉ? À, chắc không được nhảy xe giống cái game kia đâu. Số 4 đúng không? Ai mua lô lường nào? Nó đang bắn... cái gì? Nó bắn nô mà. Số 4 đâu? Ở đây số 4 đây này. Số 4 đây đúng không? Thầy có đèn rồi, thầy có đèn không? Số 6 mà. Số 6 á? Số 4 đây số 6. Thầy không nhớ rồi. Đây có số 4 này, nhiều số 4 vậy. Thì số 4 số tử thế. Hỏi cái. Đâu hiểu nhặt cái bóng lên. Phóng. Phóng đấy. Nhớ. Đi tiếp đi. Đúng rồi. Hết đi rồi. Cuối ngõ rồi. Tìm nhà thầy. Bật điện thoại số nào nhỉ? Tìm nhà chọn số 4 ở cái góc bên trái này, nó có phần tìm nhà chọn số 4 này. À chắc bị cái stream, bị cái trực tiếp nó che mất rồi. Cái này. Khả năng cái này. Ôi. Thầy bị không hiểu sao hôm nay thầy bị lắc chát mọi người ạ. Không đọc được chat ấy, nhưng mà chắc là bỏ lại bên đọc, không đọc được. Ôi chó nữa. Làm nữa dựa mận bây giờ, ảm nhiều. Rồi sao? Ôi nhỏ con chó. Nhà không ở đây, ra đây tìm được. Ra giữa đường đi. Có cái hoạt thấm nhỉ? Đây. Ui ơi. Cháu ơi, nhặt thổ bác lên món đồ với. Ủa, thổ bác nhìn mặt ghê vậy. Món đồ. Ui. Một bầu xô hiệu của bên gần em trước xô cũng bị dính nhiều. Nó xoay thả nhặt rồi đâu hay là gì ấy nhặt gì đâu rồi ra ui bác cao ấy làm sao nhặt rồi vào đây
Chưa rồi, nhặt đây, nhặt đâu, nhặt xong đưa rồi. Nhặt rồi mà, giờ không có đưa. Chưa đưa được anh ra ấy. Ủa, sao lại úp vào đấy? Không nhặt được nữa ấy ạ, này. Đấy, gần vào mới nhặt được. Trời ơi. Thuốc này không phải của bà ấy. Không nhặt được cái này. Đặt tất cả đồ vào vị trí đúng thứ tự. Đồ đâu, đặt vào đâu. Đây, xem hướng dẫn đi. Xem hướng dẫn ở phần nào ta. À, hỏi chấm đi. Đặt tất cả đồ vào đúng vị trí. Đâu. Ăn đủ. Chọn một phần nút F để tương tác. Chơi như nào đây anh? Anh vẫn chưa được. À, mở y để mở khu túi đồ thầy. Nhưng mà bật cái cho đấy vào cái gì đấy. Đi xuống đường hướng. Không em. Ôi anh đây. Chơi như nào đây anh? Anh vẫn chưa được. Tải Steam. Mua game. Anh vào chơi. Dùng. Anh còn tắt điện đi nhìn sợ đấy. Dùng. Không dùng được, ok, được dùng nhưng mà được dùng thử. Đây ơi, nó bảo là xếp đồ đấy, đồ xếp đồ của thầy đấy. Rồi, đi này, thế bên đấy là mình sẽ để cái thử vắt đâu rồi đâu. Cái này nhưng mà anh chơi này là mình sợ quá ấy à. Không đi, sợ, yên tâm, nãy anh chơi mà biết sợ là gì đâu, nãy giờ anh chơi mặt tỉnh bơ. À, đúng chính anh gặp mấy cái cảnh kiểu bắt cương quả trứng với lại bắt tải, cái đấy mới sợ. Nó rộ rồi, nó dọa rồi. Chảy rau, đúng không? Không phải. Cái này đi. Xe nó tắt tiếng game mình đấy, anh nhận tiếng game nó gọi. Phải quay từ phút đây. Rồi, ok rồi, xong rồi, xong rồi. Cảm ơn cháu nhé. Quý hóa quá. Thế cháu đi đâu qua đây đấy? À, thì cháu cũng ở trên Tinder, là cũng quen được một em ở trong ngõ này. Bác xem như nào chỉ giúp cháu cái nhà số 4 với. Cháu tìm em nhà số 4. Tiền thì cháu trả rồi, 80.000 2 giờ đầu. Ok, tí nữa rồi, có linh nha. Cháu tìm nhà cháu ạ. Không có gì vậy. Sao lại... Vậy hả? Thế cháu tìm nhà nào? Không có gì phải sợ. Số 4, số 4. À, cháu đang tìm nhà số 4, mà mãi không tìm ra bác. Bác có biết nhà số 4 ở đâu không ạ? Giọng đúng giọng anh Dũng rồi. Sao? Nhà số 4? Cháu có chắc không đấy? Dạ đúng rồi bác ơi. Nhưng có chuyện gì hả bác? Cháu ơi, nhà đó có ma ám đấy, cháu phải cẩn thận. Bác nghe nói nhà đó ngày trước có nhiều người chết lắm. Cháu cẩn thận nhé, nhà số 4 ở chỗ cánh cửa sắt ngay sau lưng cháu đấy. Ngăn hết đấy. Thầy cho nhỏ cái game đi để em kể cái câu chuyện cho thầy. Trời ơi, không okay. Hiểu câu chuyện không chơi được đâu. Ok. Anh gì ơi? Em ở trên này này. Ủa, thấy có cái đầu kìa. Thấy đợt đầu chưa? Ai ngu ngơ lường nào. Mở chưa? Làm ra. Mà nó hỏi ở đâu ơi? Biết là ở trên rồi. Ở đây. Em vừa gọi anh à? Có chuyện gì vậy em? Hướng dẫn đây thầy, xem hướng dẫn đi. Anh tìm nhà số 4 phải không? Anh muốn thuê trọ nhà đó à? Ừ đúng rồi em. Nhưng có chuyện gì vậy? Chị gái thuê trọ ở nhà đó tháng trước vừa mới đi viện đây. Hả? Tại sao vậy em? Em nghe nói chị ấy bị sốc vì chuyện gì đó nặng lắm. Đến nỗi phải điều trị lâu dài trong viện tâm thần. Anh cẩn thận đấy nhá. Ừ. Cảm ơn căn bản là thầy thuê rồi. Nhà ở một cái khu nhà mà ở đấy trong cái căn nhà đấy là ai ở nhà cũng chết. Thế á? À? Thế là thầy thuê ở đấy? Mẹ có thiếu gì tiền nhưng đâu mà thầy khổ nhỉ? Nhưng mà đầu tiên ấy là có một gia đình người ta chết hết ở trong đấy luôn, người ta chết hết, người ta bắt đầu. Xong ai đến đấy thuê cũng chết. Nhà bị ám rồi. Rồi sao? Vào nhá. Ủa. Tại mà cũng có dám vào vậy, thằng thuê nhà cũng dị. Đâu? Làm sao? Thế nó mới là game rồi, game phải kinh dị. Phải làm sao? Phải ấn vào rồi mà. Đi tiếp đi này, đi tiếp. Đi rồi mà. Nhà này chưa đi. Đi tiếp vào. Là ngoài giữa ngõ. Đi ra giữa ngõ. Cái hỏi chấm hay sai rồi. Nhớ đây là mọi người nhé. Ừ. Đi đầu lắc hai bên cứ vãi đái. Đâu nhà số 4 không?
Nhà này bốn qua rồi, nhà hồi nãy đấy. Đây ngõ này không ra được rồi. Đây là ú nhà. Ú đẹp. Không cho mở nhà. Đấy, lấy nhà, nhà này này. Nhà này là nhà bên cạnh ta. Nhà bên cạnh. Cái gì? Cái gì mì gói vậy? Không nhỉ? Ông em này đây đấy, sao mình đi qua không thấy? Em đang vẽ gì vậy mẹ? Không trả lời à? Tôi thấy quay lại kiểm tra cửa sắt lúc nãy. Đây thầy có nhìn, nhìn trên tường có cái hình con quẹo không? Cái con quẹo đấy cầm chìa khóa đấy. Đây á? Ờ đúng rồi. Nãy con gọi cầm chìa khóa, đây đúng cái chìa khóa này. Ui đây. Tài ghê vậy. Đâu đây là cái sào lọc treo cổ này ạ. Nhà đây treo cổ hết mà. Ôi. Thấy chưa? Ui giỏi à. Tiền giấy đấy, tiền giấy. Bình tĩnh nha. Không được sợ nha, quay đầu lại. Ủa, tắm ma à? Thì đấy, thì cái nhà, thì cái, lúc nãy nó bảo là có cái chị nhưng mà chết mà. Ờ, đây là cái đám ma của chị. Ủa. Tôi đã thấy có cái dây đỏ kìa, tô tô. Có cái hỏa chấm kìa. Bình tĩnh. Má xuống cái này à? À, ok. Tắt đi phố, tắt đi. Mẹ mình có mã số gì không nhỉ? Không có thể bị lắc chát mọi người nhớ đây mọi người chắc không thầy bị không nhìn thấy đâu, cứ phải ao ra bảo lại nhìn thấy mọi người. Quay lại đi thầy, quay lại. Có cái hỏa chấm đấy thôi, không thấy cái hỏa chấm nào đâu ta. Không có chỉ dẫn nhỉ? Game lần mò mà thấy chỉ dẫn thì nó lại thành game mấy rồi, thành game, game đi map rồi. Ờ, có khi nào số 2530 không? Anh nhìn xung quanh đi, kiểu gì chẳng có. À đây. Có con gì đấy? Ơi, con gì đấy? Nước đang dâng lên. Nước ở đâu? Nước ở dưới chân thầy. Sao nước dâng lên? Chạy về cái ngõ. Chạy về đầu ngõ nhanh. Cái thằng này chạy chậm quá. Thầy nước mà. Cái thằng kia là của thầy yếu quá. Chết nó không chạy nữa rồi. Chuẩn bị nhá, jump scan nhá. Thở đều nhá. Đi về phía chỗ quan tài xem nào thầy. Đi về trong cái ngõ xem nào ấy. Là mình có đi được cái đâu. Khi nào dưới nước nó lò lên cái đầu không? Thầy đều nói nó chuẩn bị xuất hiện đấy. Hình như là phải đi vào cái ngõ. Thôi được. Bộ này đó. Đi được, quay lại nào. À đây. Mã số bao nhiêu? Không biết thầy ạ, không có một cái gì cả. Tìm đi thầy, tìm đi. Cho thuê. Các bạn nằm xung quanh đây này. Thở ghê thế. 5.000 toàn tờ, từ dưới 5.000 có phải 5.000 không? Cái đầu thầy có số kìa, cái đầu này.
Ê à, thả không phải mở à? Đúng rồi, nó nút mở. Trên đầu phải có số á. Hay là từ 4. Phải là quyết rồi. Không phải từ 4, hay đây. 2, 3 2, 3 3, 7, đây là số 3, 7 này. 2, 5, 3, 7 2, 5, 3, 7 à! Nhanh nhanh đi nhanh. Không đi rồi, không đi rồi. Nó cao đây rồi. 2, 5, 3, 7, thấy tìm cái số rồi. 2537 2537 2537 Thấy nhìn rồi. 2537 Cái này là nếu mà nước nó dâng quá người là thua. À phải lại. 2537 rồi, thấy không? Đây rồi đây. Nước dâng xong rồi đánh mã số 2537. Từ thế đợi nước dâng đã, đợi nước dâng thì mới mở được. Đây đây, mở đi. Hai. 2537. Lên. 3725. 3. 7. E. Ơ. Ba. 2725 đó. Ấn nút nào để mở ra? Nó mới mở chứ, nó mới mở. À, 3725 rồi. 2 3725 rồi. 7 đúng không? Không được, không được á. Tiếp. Đây có số đây mà. Đây mỗi số là 37 này. À, 25 này, đúng 25 không? Đây đúng số 25 không? 23 gì? 2337 đây là cái bùa này vẽ như không phải số 25. Cái áo như đây không phải số. Nhưng mà đây số đúng là số 37 này. 37ZZ 25ZZ hay là 23ZZ? Đây là 23 hay là 25? 2337 thử đi. Đi tìm chỗ khác đấy, đi tìm chỗ khác. Không phải à? Lúc này 23 này. 2, 3, 3 tôi thua rồi. Không phải. Hỏng rồi. Đây một số này ta. Đây cũng 25 này. Một bên 25 này. Bên này chắc là 37. 37 này. Đúng không? 37, 25. Nãy giờ quanh đây toàn thế mà nhỉ. Đây đúng 25 hay là 23? Đúng rồi. Số nào ta? Thế, đừng xem cái tờ báo, bọn đi tìm số đã. Đi tìm số trước, đi xong rồi tìm xem tờ báo sau. Có một số liệu là 2537. Thế có vẻ đây là từ 2, đấy là số 24 không nhỉ? Thầy nhìn cái này xem có vẻ số 24 không? 2 Ờ, khả năng đây là số 2, cái đạo đạo gạch là gạch số 4, đúng không? 24 24 đấy, ờ em nói mới biết đấy. Đây là số 4 này, đây là đường số 4 này đúng không? Ờ, đây không phải số 5 đâu, đây là 24 24 rồi nó ngoằng ra, ờ 2437 Ờ đây mở rồi. Tối tay được chưa? Rồi. Ờ nhạc. Bật lửa đi bo nhạc rồi. Rồi ra. Đốt cái tấm bùa đi. Đốt. À không. Đốt gì? Đốt cái tấm bùa cái chỗ ấy. Ở đây. Qua được cái màn đầu tiên chưa? Mơ à? Tất cả chỉ là mơ sao? Sao vào trong nhà rồi?
không đẩy được ra à? Thì mình cái nhà mà thấy ua đằng sau thế thì vào trong nhà, vào trong nhà thấy tìm cái số này bật 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 cái bật lửa không cần không cần bật bật bếp ga là bao nhiêu tính ra từ từ thôi tìm đường vào nhà kìa tìm đường vào nhà cửa không mở được nhà đi sâu vào thấy đi sâu vào ngõ này ngõ dài khóa. Ờ có cái khóa sao đấy? Thấy như có khóa sao á? Thế chỉ xong có phải có khóa không? Có. Đi vào trong nhà tiếp thế. Chào ơi, Dũng ơi, làm cái con... Cái gì đấy? Một con tò he. Đúng là cho con tò he. Tò he à? Được cho con tò he lên kìa. Tiếp đấy, tiếp đi. Tò he lên một cái điểm gì? Ôi! 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 Ui, ui! Chào cái vầy lên luôn luôn, từ lúc nào đấy? Bình tĩnh này. Còn nó đang uổng nó đi đái đầy sao ấy. Ủa. Ủa. Nó đi đái làm gì ấy. Ảo giác, ảo giác này. Tôi cho hỏi. Nó có lắc đầu rồi. Ủa. Ủa. Nó vào nhà luôn rồi. Vào nhà rồi á. Nó cũng nhanh vậy. Nó đang tìm được vào nhà. Con tàu hay có tác dụng gì ấy nhỉ? Chờ khá rồi nằm ở đâu đây đi. Cởi đi thầy. Thầy mở không được. Mở khóa rồi. Nhà có cái mẹ nó khóa chắc thế. Trong người tôi có gì mở ra. Để tìm xung quanh hết sao có cái đấy không? Xem nó có cái chìa khóa không? Bây giờ mình phải tìm chìa khóa hoặc là cái gì đấy thôi. Đây đây thầy đang đi tìm nha. Hình như cái tiếng gì rơi sao thầy ạ? Ủa tiếng gì rơi à? Tiếng Tiếng đâu dưới đất à? Đúng. Cái khóa ở cái cửa phòng kia sao ấy? Cái khóa ở khóa nó rơi sao ấy? Cuối hành lang, cuối hành lang. Ủa rồi à? Ủa. Đúng không? Đây, nó đây. Rồi. Ồ, qua được một trường rồi. Ấy, sao bắn đảo à? Đang stream luôn. Đang giấc mơ. Thằng này làm streamer này. Nhìn cái dàn này là streamer, like TikTok, hát này. Ủa, sao nó tự đi vậy? Thì nó đang ấy mà thấy à. Tự tự cái đèn đó.
Ôi lát hỏi lát Steam rồi. Ở lát Steam rồi. Lát lát à? Lát rồi, đúng là đơ luôn. Đâu phải đỗ xe bình thường mà. Ờ thế. Thế con vào cái máy đi, con vào máy đi, con vào máy đi. Ở nút nào để vô kìa? Vô kìa. À đây, 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 đây. Mở tủ. Ấn cái công dân. Đỗ Thế Dũng. Sinh năm 94, giới tính nam. Xuân La, Phú Xuyên, Hà Nội. Con yêu, con chuyển nhà mới thế nào rồi? Sức khỏe vẫn ổn định chứ con? Lâu rồi không thấy con. Biên thư, bố con sốt ruột lắm đấy. Ở nhà mọi chuyện vẫn ổn. Hôm trước cô Trang qua nhà, yếm hỏi làm thương gia với nhà mình đấy. Con cũng phải tính dần chuyện gia đình đi chứ. Nhân tiện tháng sau là ngày giỗ của chú. Cái gì? Chú gì? Sao thế? Tại sao studio lại... quá mà? Đồ tại... studio có ngay cái Long mà cái gì? Tại sao lại chú Long? Nếu dành con nhớ về nhà, ngày 15 tháng 9 năm 2022. Một bức thư cuối. Không cho cầm lên hả? Điện thoại. Không được cầm. Chuột này tính loa. Là một bài chơi này. Là một bài đã có thảm nái về. Ra ngoài thế, ra ngoài, ra ngoài. Đi ra rồi. Điện thoại, điện thoại, điện thoại, điện thoại. À sao 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 điện thoại, sao điện thoại. Alo. Alo. Là thằng anh đây. Mình ở iPhone 11. Mày ngủ chưa? Tao vừa ngủ được một tí thì lại gặp ác mộng. Vẫn giấc mơ kỳ lạ mà tuần vừa rồi mày mơ thấy liên tục đấy á. Tao đã bảo mày đừng thuê nhà trọ ở đó mà không nghe. Mày có thiếu tiền đâu mà chưa đến chỗ sập sệ thế nhỉ? Tao cũng chẳng biết ai xui khiến mình nữa. Thôi được rồi, nghe này. Tao đã tìm được thông tin về căn nhà mà mày đang thuê đấy. Có đúng cái lừa đồn không mày? Đúng là cách đây 20 năm. Tại vì điện thoại nó giật giật rồi. Ba người trong nhà đấy đã chết một cách rất là bí ẩn đấy. Vụ này từng gây xôn xao một thời gian dài. Thấy không? Vậy thì tên kẻ đúng không? Đúng rồi. Không tin tao đấy à? Người ta còn đồn thổi là sự cố 20 năm trước liên quan đến một cái hiện tượng gọi là thần trùng đấy. Thần trùng là cái gì? Nói ra thì dài lắm. Bây giờ tao sẽ phách sang cái tài liệu mà tao tìm kiếm được trên mạng cho mày nhé. Gửi tao đi. Nhớ đọc kỹ rồi mà sớm mà chuyển đi nơi khác đi. Tao thấy nơi này không ổn đâu. Nhớ đâu. Thì em nghĩ là cả em nếu không nhớ nếu không nhầm thì nó là cái chết bí ẩn của một gia đình. Cơ quan công an đang tích cực điều tra vụ việc. Cả gia đình thì ông phóng viên đột ngột qua đời vào ngày 11 tháng 10 năm 1994. Được biết vụ việc này đang gây xáo động cho người dân thành phố, đồng thời gây ra nhiều tin đồn thổi thất thiệt, mê tín dị đoan. Theo thông tin điều tra ban đầu, nguyên nhân cái chết của ba người trong gia đình có nhiều điểm khó giải thích. Tuy nhiên khám nghiệm hiện trường thì không thấy có dấu hiệu nào xô xát, tài sản trong nhà cũng không bị mất nên nhiều khả năng đây không phải là một vụ án hình sự thông thường. Cơ quan công an từ chối tiết lộ thêm về vụ án và cho hay thi thể đang được khám nghiệm trong xong để trả về cho gia đình thực hiện tang lễ. Như đã đưa tin, gia đình ông PV sở hữu cửa hàng thời trang khá lớn tại khu vực quận Cầu Giấy. Tuy nhiên thời gian qua thì kinh doanh có nhiều bất lợi, do đang bị điều tra về nguồn gốc hàng hóa. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật về vụ việc này trong những số tiếp tiếp theo. Đổi đi làm tờ nữa. Tài liệu về thần trùng. Thần trùng là gì? Trong dân gian thì thần trùng là một con quỷ gây ra những hiện tượng trùng tan. Nó đội đấy là cái con quả đấy, con quả đấy. Cũng là con quả của đã cầm chìa khóa rồi. Nó đội nốt một con chim màu đỏ. Con chim này chuyên đi canh để hành hạ người mất vào ngày trùng. Giờ trùng hoặc bị bắt đi những người thân của người mất.
Một số nơi thì lại quan niệm thần trùng là một vị thần bí ẩn chuyên đi tra khảo những người mất để họ khai ra họ tên người thân, từ đó thần sẽ bắt họ đi. Trùng tang là gì? Trùng tang hay còn gọi là chết trùng, được hiểu là một hiện tượng khi có một người thân trong gia đình vừa mất đột ngột do bệnh tật hay tai nạn, và chỉ trong một thời gian ngắn sau đó thì người thân khác trong gia đình lại mất tiếp với những nguyên nhân hết sức đột ngột. Những người chết sau đó thường là những người gây ra sự chán ghét cho người mất trước. Trùng tang. Trùng tang còn được mọi người truyền miệng là hiện tượng của những người mất vào rẻ xấu, không thể đi siêu thoát được. Mọi người còn đồn nhau rằng gia đình nào trùng tang thì chỉ có cách đi nhờ cậy các thầy pháp cao tay mới hóa giải được. Thầy biết này. Chú Phạm, thầy có gọi điện lại không? Có gọi điện lại không? Đi ra ngoài thầy, đi cuối hành lang đi. Mình cần phải lên mạng. Mình cần phải lên mạng tìm hiểu gia đình nhỉ? Máy. Sao lại mất cái lắp này? Cha mua đen nằm đâu? Kiểm tra mua đen nó phải nằm đâu đó ở trong cái phòng này. Tại sao cứ lúc như này trời lại mưa? Mua đen để nhà vệ sinh không? Có nào giờ hơi để cùng mua đen nhà vệ sinh không nhỉ? Không khó không? Ngoài hành lang mà thấy thì chú đây làm gì? Đây, mua đen đây. Thầy về chỉ cùng mua đen học. Để kiểm tra nào. Không có bạn nhỉ? Thế thì duy chất một em rồi mà. Làm sao bây giờ? Rồi phải làm sao? Bố em nó vẫn không có mạng thì nếu bạn đúng biết nó logic là mình sẽ phải sang ra xem lại bố em tiếp cái căn phòng đẹp không cho mời. Gì vậy? Khoái nỗi buồn nào, sao? À, đã đái mà cũng có quỷ nữa à? Lại là mơ. Không, để mình cắn thôi, thật rồi. Để mình cắn thật rồi. Ui, nó cũng bé bét mà. Họ cửa gì đấy? Ai họ cửa đấy? Điện thoại. Mình nhớ mình cầm điện thoại theo mà. Đây à? Alo, mày gọi đúng lúc quá. Tao vừa mới gặp ma xong đây. Alo. Thế anh à? Có nghe thấy tao nói gì không? Alo. Nghe này. Tao vừa tìm kiếm thêm được thông tin về cái đêm mà ba người trong gia đình qua đời. Ra là cái gì nó nốt đi chứ. Ê! Alo? Mày nói gì tao không nghe rõ. Alo? Chết tiệt thật. Sao lại mất sóng lúc này cơ chứ? 43 đến 43 thì nó lại mất. Làm sao nhỉ? Tìm cách gọi lại chứ nhỉ? Đúng là nó giúp nhỉ, phải tìm cách gọi lại.
Nãy mình đi đè, mình đi ngủ rồi mà. Không ấy mình có nên đi ngủ tiếp không? Không được, như này làm sao ngủ được. Ồ đúng rồi, phải đẩy cửa ra chứ. Mình phải đi chạy đi chỗ khác chứ. Đi xuống. Ơ sao lại mở lại? Không, mình phải mở ra, sao lại nó không còn gì rồi. Mở ra để đây. Đi lên tầng đi. Trước bên đây cái gạch nhà hoa này thì đâu ấm rồi đấy. Đi lên tầng đi. Thế rồi nó đi cốt đâu mọi người, không có đi cốt là chỉ à. Rời khỏi căn nhà này, nhiệm vụ rời khỏi căn nhà này đi xuống dưới chứ. Cái gì đấy? Sao xuống đây rồi? Cổng ra đâu? Bếp phải đổ mở khóa. Không hiểu sao anh ra cái này là nó bị lắc chát đấy. Chẳng gì rồi, nước ngập không? Có cái nước này. Đây là máu chứ không phải nước rồi, máu rồi. Đây là máu. Cho dù rời khỏi ba căn nhà này mà, để ra đến đây. Quá rồi. Cái kia điều gì đó để cắt xích. Nhà có cái gì không? Ở đây cũng để kéo cắt làm sao? Cái gì? Có gì đó? Có gì đó? Tìm gì đó để cắt xích, phải lên tầng à? Đừng lên nữa, sợ lên tầng lắm. Ôi dồi ôi, như lên tầng rồi. Đã phải lên tầng rồi. Đã phải là lên tầng rồi. Cắt xích. Xích đấy thì cắt rồi. Mà phải lên tầng nhá. Không lên được không? Lên tầng đấy ghê lắm. Ờ, chỗ đây chỗ nào? Ta có phải lên à? Ủa? Không có cái gì nữa. Có gì đây? Không có gì khác thích à? Bỏ tay đi ra. Nó có một cái hộp chưa được mở rồi. Mở cửa sau kìa. Cái hộp đàn hộp nó hơi được khóa. Hơi được khóa. Ủa cái mở xích ở đâu? Mở lại phòng cũ à? Chết rồi, răng vào đi cốt chỉ anh đi ra, vào đi cốt đi. Chỉ này không chỉ được đâu. Không phải chắc là không có gì. Phá cái xích gì đâu.
Cố đi ra ơi. Anh bị nắp chát đây rồi. Anh bị có cái gì. Có tỏ ngay. Trong phòng mình cũng không còn cái gì để phá ấy. Phá xích. Thành thượng không có. Alo, anh nghe được em không? Anh có. Giờ làm sao? Cái đạn đâu rồi? Nó bay tìm một cái gì đó để phá xích. Anh vào cái phòng bếp ấy, anh nhìn trên cao ấy, nó có cái... Đó, nó có cái kìm ấy. Lấy ghế ở cái bàn ăn không? Lấy ghế bàn ăn để mình đặt như mình trèo lên. Sao không dùng được? Anh mở ghế ra. Đấy. Để đây kìm anh mở khóa trên cái tầng 3 ấy. Đâu phải cắt cái chiếc này, nhiệm vụ nó đang cắt cái chiếc này. Cần tìm gì đó để cắt xích. Tìm cắt xích đúng không? Chỉ cắt được cái xích rồi thôi. Đấy. Rồi. Không cắt được. Bác gì ơi, giúp cháu với. Bác ơi, bác có nghe thấy cháu không đây? Gọi không nghe mà. Tìm người khác không đâu. Bác nào. Dạ, đúng rồi, bác bao giờ rồi. Tìm người khác không đỡ người nào bây giờ? Tìm được ai? Rồi tìm ai giúp đỡ? Bác gì ơi, bác có trong đó không đây? Giúp cháu với. Em nhìn tầng 3 ấy, mở cái hòm ấy để mình lấy chìa khóa trước. Bác bảo là nhiệm vụ đang là tìm được bác giúp đỡ em ạ. Rồi đi gõ cửa từng vòng một đã. Đang phải đi tìm được bác giúp đỡ. Góc trên bên trái. Báo anh phải làm những gì tiếp theo. Mở cái không có đập kia này. Mình ra cửa nào ra? Ủa? Sao mình gặp cửa đấy rồi? Cửa đóng rồi anh. Cứu cho với bác ơi! Ông kia! Mày điên à? Có biết bây giờ được không? Giúp cháu với! Trong nhà thấy như có ma bác ơi. Sao? Mà nói sao? Cháu vừa nhìn nó xong bác ạ. Rồi cháu không thể ra khỏi đây được nữa. Mày nói thật chứ? Mày có ma trong nhà nó không bình an? Dạ vâng. Nhưng mà bác ơi. Vậy là trời giúp ta rồi. Nghe này thằng anh con. Nếu mày muốn thoát ra khỏi đây thì phải đi kiếm cho ta mấy món đồ này. Nhớ đấy, tìm đủ cho ta đi món đồ này, ta cũng được mày đặt ở đây.
tôi đi. Không nói hả? Tìm đủ cho mấy món đồ này mà không nói đồ gì, tại sao? Không có chỉ thị luôn. Đồ này đồ nào, có lại, Nhìn chân ấy, nhìn dưới chân ấy. Nhìn chân ở cái cửa của ông ý ấy, là cái tờ giấy. Chìa khóa ông già, đấy là chìa khóa để lên phòng phòng thượng mở đúng không? Đúng không? Cái tờ của anh là những tầng... Một ngón tay người, một chiếc răng người, một lọn tóc người. Kiếm gì kiếm gì hợp đấy. Anh dai gì anh dai, tìm gì hợp đấy. Ngón tay. Ngón tay, răng này, tóc này. Có lúc nào chạy nhanh hơn không em? Cửa này cửa đến phòng mà nhỉ? Đến tầng mà nhỉ? Đấy, cửa này. Đầy rượu. Ủa? Thôi, kệ kệ đi, mình lên tầng trên đi. Không chạy được không? Ôi, sao đi đi? Tao phải đi xuống à? Tao phải xuống sửa à? Ủa. Trên mở cái hòm ấy, cái hòm mấy hòm mất rồi, hòm mất rồi. Hòm mình hòm. Mất rồi. Hòm lấy cái hòm rồi. Được rồi. Thì anh ra một cái kết khác rồi. Trời ơi, mất cái hòm của anh rồi. Tầng 2, có. Đấy chỉ có mở cửa đấy, đấy chỉ có mở cửa đấy. Vào chỗ nhà mình à? Tôi đi vào chỗ tầng mình thuê này. Cửa này tự nhiên quá. Tầng này rồi, là chỗ tầng 1 em ơi. Tầng 3 không có gì. Hay là nó vừa mới xuống lên mở rồi, tầng 3 lại có. Không hiểu thế không? Mấy cửa khóa anh cứ thử lấy chìa khóa anh mở xem cửa nào, xem có mở không cửa, mở cửa không ấy. Không có mở được, anh thử rồi. Xong rồi nãy vừa mở cái tầng để vào cái chỗ mình thuê ấy. Nó bảo là giờ không mở cái tầng của mình nữa rồi. Tự nhiên cái cửa nó không mở được, rồi mở xuống tầng 1 ra ngoài. Tầng 1 này có tác dụng gì không? Anh mở bằng tay không được đâu, anh phải lấy chìa khóa trong cái hòm đồ của anh ấy. Để anh mở ấy, để anh tiếp tục cái gì. Bởi vì trong hòm đồ anh có chìa khóa mà, trong túi đồ anh có chìa khóa mà. Ở đây, không nói không dùng được, đấy thì. Anh test cái cửa, một cửa nào mở nữa. Diện cho dòng tộc họ Phạm đồng ý để anh Phạm Anh Vĩ, cháu trai đời thứ 7 của gia tộc thừa kế căn nhà số 4 ngách 41/3 Trần Duy Hưng của ông Phạm Vũ. Việc cả gia đình ông Phạm Vũ không may qua đời, không để lại di chúc nên anh Phạm Anh Vĩ gọi ông Vũ là bác ruột, hưởng thừa kế căn nhà trên hoàn toàn là chính đáng. Anh Phạm Anh Vĩ có nhiệm vụ thờ cúng, đứng ra tổ chức dỗ chạc cho gia đình ông Phạm Vũ. Tuyệt đối không được bán cho người khác nếu chưa có sự đồng ý của gia tộc.
Hà Nội ngày 29/12/2009, trưởng họ Phạm Quang Dũng. Bên dưới có đập, có dọc đứt tay, có vẻ là của chủ nhà này. Các ông được tôi, nhà này có ma nên mới để cho tôi chứ quý hóa gì. Còn nữa, cái gì? Một bản sai phải. Cái gia đình này, các anh nghĩ là em họ của Phạm Mai Linh, con người gái ông Phạm Vũ và bà Phạm Bình Dung. Ông Phạm Vũ là chủ nhà trước của các nhà này. Nhân phải. Một túi giấy kết quả của phim mỹ quan mà tay của Phạm Vũ chính được. Ủa, tức là đây lấy ngón tay của ông này á? Một tối điểm chúc mừng sinh nhật từ người bố với nội dung: chúc mừng sinh nhật con gái, dù con bao nhiêu tuổi, người bố mẹ con mãi mãi vẫn là một cô bé đáng yêu nhất. Lần này mẹ đi công tác xa nên chỉ có bố con mình ở nhà. Bố lại bữa làm cho con một trò chơi rất hay có tên là Tháp Hà Nội. Từ mấy mảnh gỗ cũ con thử chơi xem sao nhé. Mục tiêu của trò chơi là đưa hết số đĩa trên cột đầu tiên mà ra cột cuối cùng. Là cái tự đĩa nhỏ trên đĩa to ở dưới và đĩa to không được đặt trên đĩa nhỏ. Rồi, coi mình biết. Lấy, cách là lấy, thả. Lấy. Nó chuyển sang. Không hiểu rồi vậy. Đặt hình như này. Con xuống này. Lấy này. Con xuống này. Lấy này. Con xuống này. Lấy này. Con xuống này. Chơi những trò như này. Như này. Như kia. Như này. Đây như này. Chút trò này ai chịu cao mà chơi được á. Chơi được cho mày. Chơi này. Chơi này. Này chơi này. Này ở đây. Chơi này chơi này chứ. Đúng nhỉ. Không. Chơi này. Cái này hơi mệt mỏi đấy. Cần IQ được cực cao đấy. 1 2. Sao mày lại kết thúc ta? Đây, ra bên này. Thử nhất để tính à. 1 30 phải 2 30 trái 3 3 4 Ngày trước. Học hết đấy. Được mở chưa? Được mở chưa? Mệt mỏi nhé. Giang ơi, Giang ơi, xong rồi. Ôi ok, tụi tao phép. Ok, ok chưa? Này, có tí IQ không thì cái quả này qua còn sơn. Được, vẫn tiếp mở trên bàn. Mua thẻ hơi 55 thẻ 158 lễ vàng 55 bộ áo quang 22 chiếc thẻ giấy 11 mâm cỗ cúng chay tổng hóa đơn 21.502.000. Để nào với đây mình kiếm đỡ là có được một mai đâu. Thì cái gì nữa đây? Tóc tay. Sợi tóc, móng tay.
Thăng hương, thăng hương. Mình còn cái gì trong thủ cũng nhỉ? Ở he, tìm công lực, chuyển chuyển khóa. Chuyển khóa thì không còn. Đi ra ngoài nhỉ, em nhỉ? Ra đi ra ngoài không? Không đi ra được à? Hay phải chuyển khóa? Không dùng được. Ui, anh bị nhốt ở Giang ơi. Giang ơi, em đâu rồi Giang? Giang ơi, Giang ơi. Giang ơi, Giang ơi. Sao anh, sao anh? Em bỏ anh à? Sao anh bị nhốt rồi. Còn được, không nói được còn được. Anh dùng khóa xem mở được cái gì không? Không mở được, có mấy cái cửa đây mà. Mấy cửa bên này, cửa bên này không có phần mở đâu. Cửa này không mở được. Dùng chìa khóa không mở được luôn. Đấy, không dùng được. À đây có gì đây? Mở sao? Mở quán rồi làm sao? Nói là cô đấy làm cái gì? Chúng ta khác đi. Ui cái bảnh bị rơi này. Rơi đấy. Treo lên. Đấy, treo lên rồi. Treo lại ảnh lên tường đi anh ơi. Đây đây đây. Treo bức tranh nhé. Đâu rồi? Anh vừa nhập bức tranh rồi, không thấy bức tranh rồi. Đây có phải đồ anh cầm không? Đồ anh cầm là ấn cái gì mà? Đấy, tay liệu mình nhận được rồi. Y mà đúng không? Đồ anh cầm là Y mà. Cảm ơn anh ơi. Dầu tại sao? Sao thằng này nó ngáo dữ vậy? Có đèn dầu đây, hẻ hương bật lửa đây thì bật đèn dầu lên mà chạy chứ còn tìm cái gì nữa? Đâu 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 còn cái gì không? Đèn duy nhất thấy đâu rồi? Còn mấy điểm? Điểm khác à? Điểm khác là tối không? À bắt đầu phải tìm trong phòng. Bắt đầu tìm trong phòng. Không có cái cửa đâu nhỉ? Giang ơi, Giang ơi, Giang. Ờ anh ơi. Em có tìm thấy cái đèn nào cho anh không? Lấy bật lửa anh ơi, lấy bật lửa. À. Bật lửa anh ơi. Đi cổ gì đâu vào đi.
Sao lại cho con bé đi uống đường đó? Con bé như thế, con bé nó lớn rồi, nó bực cái rạch vụt của đời nó chứ. Quyết nhìn quyết, ông có biết cái thằng đó là loại nghèo kiết xác không? Tôi đã chặn sẵn đối tượng mai mối cho con bé rồi. Còn trẻ, dòng thấy nghèo cái gì? Thôi buổi nào cho ba con tức tử bố hủ. Việc chi tiêu cho cái nhà này bao nhiêu năm nay tôi lo hết thì ông biết gì. Đồ bất tài như ông, đừng có mà làm hỏng tương lai cho bé. Bà đừng có lòng tôi. À, ông giận đánh tôi à? Đúng đúng chú. Ôi. 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 Ôi